Chào tất cả mọi người, hôm nay Hạnh Châu sẽ hướng dẫn mọi người vẽ hoa hướng dương chuyên nghiệp nha. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái góc của cánh hoa, cái góc của ngón tay thôi, mình vẽ một góc thôi nha. Lưu ý là mình vẽ cánh hoa màu vàng nè, và lưu ý lúc nào mình cũng phải vẽ ngược thì mình phải tròn cái tay qua, không có được xoay cái móng tay vì mình không có xoay được cái tay khách nha mọi người nha. Lưu ý là khi vẽ cánh hoa cái phần cuối phải dở hõm cọ lên. Rồi sau khi mình vẽ tròn hết ba cánh hoa rồi á, các bạn lưu ý là khi mình mới biết vẽ nên vẽ một góc của cánh hoa thôi thì nó đẹp, nó vừa đẹp lại vừa dễ vẽ nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ viền cái cánh hoa cho nó ra các bông hoa mặt trời ha. Rồi mình sẽ xước xước cái nhụy hoa nè. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ chấm cái chấm phía trong cái nhụy hoa nha. Xước xước rồi bây giờ mình chấm trong những hoa và vẽ cái lá, thì phía trong mình phải vẽ màu lợt, bên ngoài mình phải tô màu đậm thì nó mới đẹp nha mọi người nha, nó mới nổi bật cái lá lên lên ha. Sau đó mình hơ đèn cho khô 60 giây, lấy ra sơn thấp coat hơ đèn 60 giây là xong nha mọi người nha. Thank you. Và đây là cái túi Chanel Rectangular Mini nha mọi người nha, da lam skin, dây nó là gold, rất là đẹp mọi người nha, rất là sáng, sợi dây rất là sáng, rất là đẹp luôn. Ai thích thì gọi mình nha.